第十九课，我会看书。给，给。给，给。第十九课，我会看书。给，你给我一朵花。我给你一本书。小明要给我什么？好可爱。我去给大家看。第十九课，我会看书。给，你给我一朵花。我给你一本书。小明要给我什么？好可爱。我去给大家看。Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bộ thẻ này được làm theo sách trong video. Thẻ được in trên giấy cứng hai mặt. Một mặt sẽ là chữ để cho con vừa chơi và nhận diện. Một mặt sẽ là pinyin và cách viết. Thẻ được ép plastic hai mặt để các con có thể viết đi viết lại và có thể dễ dàng xóa được. Nên mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Sau đó mình xóa đi. Khi mình xóa đi như vậy thì con có thể chơi tập viết. Mình thấy bộ thẻ này rất là hay. Các bạn qua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.